Thì để chia để chia thì ta phải sử dụng cái tay quay và cái cần gạt như thế này à, trong đó là phải có hai cái cánh gạt như thế này thì chứ tôi sẽ nói nha. Thì bây giờ ta có n, nó sẽ bằng n lớn mà chia cho z, trong đó n nhỏ là số vòng quay trên tay quay của để chia, tức hay là ta là số cái phần bằng nhau ở trên đường tròn, hay người ta gọi là cái số răng ấy, chúng ta cần phải gia công. Rồi đến n lớn là đặc tính của đầu phân độ à, thì có thể là bằng 40, 80 hoặc 120.